Hello, kênh Alo Chào Vinh mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn là món kagi gà nha các bạn. Kagi nước cốt dừa, món đặc trưng truyền thống luôn á, ở miền Tây luôn các bạn. Món này á, thì ăn béo béo ngon ngon, đặc biệt là gà phải là gà thả vườn. Thì mình ăn nó rất là ngon luôn. Xin mời các bạn nha, cùng vào bếp với mình nha. Đây là gà mình chuẩn bị á, là một con gà này mình đã làm sạch là 1,5 kg nha các bạn. Gà này gà thả vườn luôn, gà mà ăn lúa nha, thì cái thịt nó mới dai. Còn cái phần khoai lang mình dùng ở đây á, là 800 g. Còn cái phần mà sả thì mình dùng 1-2 nhánh vậy nè. Rồi tỏi và củ hành tím thì các bạn dùng tùy thích. Để một hồi mình băm. Còn cái bột kagi mình dùng cái loại này nè, kagi Ấn Độ, một gói nhỏ thì mình dùng cho 1,5 kg gà đó. Rồi bắt đầu mình làm nha. Đầu tiên thì mình chặt gà. Cái phần gà của mình là gà mái nên cái thịt rất là nhiều luôn. Nó gà chuẩn bị đẻ đó các bạn, nên rất là ngon. Mình cứ chặt chặt ra miếng nhỏ nhỏ vừa ăn, tùy theo khẩu vị của mình. Rồi mình chặt khúc. Ở đây mình chặt khúc vừa ăn vậy nè, để một hồi mình nấu ăn nó mới ngon, đừng có chặt nhỏ quá. Và mình cứ tiếp tục mình chặt cái phần gà của mình cho đến hết con gà. Gà này bữa nay mình mua gà này ngon lắm, thịt nhiều lắm mà nó dai nữa. Còn các bạn mà nấu mà bằng gà công nghiệp á, là gà thức ăn á, là nó không có ngon đâu, cái thịt nó sẽ bị mềm. Đặc biệt cái món cà ri á, thì cái món này là món truyền thống nè, mình phải nấu gà này nó mới ngon. Rồi ở đây mình đã chặt hết con gà rồi nè. Đây, nhìn cái thịt của nó vàng ươm luôn á. Rồi tiếp theo thì mình băm sả. Rồi mình đã cắt gọn rồi nè các bạn, mình lấy khoảng 2 nhánh vậy thôi để mình băm. Mình băm cho cái sả của mình nó nhuyễn là được rồi. Rồi mình băm vậy là được rồi nè. Rồi tiếp thì mình lột cái củ hành tím, lột vỏ cho sạch. Cái khâu này thì mọi người ai cũng biết làm rồi, cho nên là mình chỉ làm 1-2 củ thôi nha các bạn. Rồi mình cứ lột cho hết đi rồi mình băm. Cái phần hành ở đây mình sẽ dùng phân nửa để mình băm nhỏ.
Còn mình chừa lại vài củ để mình cho nó vô cái nồi kari luôn. Mình sắt sắt khoảng làm hai vậy đó. À, mình để qua một bên rồi một chút nữa mình cho vô cái nồi kari. Nếu như củ hành của mình nhỏ thì mình để nguyên, còn đây mình mua củ hành hơi lớn nên mình chẻ đôi ra. Rồi ở đây mình băm xong rồi nè. Cái phần tỏi và hành tím. Đây mình ớt phân nửa. Mình cho phân nửa xả vô luôn. Xả băm vô. Còn phân nửa thì để mình chừa một la chút nữa mình phi cho nó thơm. Phần tỏi và hành tím cũng vậy. Mình cũng ớt phân nửa. Và cái phần đường thì mình dùng 2 muỗng canh. Ở đây là mình dùng 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê hạt nêm và 1 muỗng cà phê muối để mình ướp cho nó thấm vô gà đó, cho cái vị nó đậm đà hơn. Rồi mình cắt cái gói bột kari mình cho vô luôn. Cái bột kari này thơm lắm, mình xé ra nó bay mùi thơm lắm. Cái bột kari này nó mới ngon. Là các bạn cứ xóc đều, mình đảo mình trộn đều vậy đó, rồi mình ớp khoảng nửa tiếng để cho các gia vị nó thấm vô cái gà. Gà của mình đó xóc đều rồi mình để nha, mình ớp đi. Rồi, trong lúc ớp gà thì mình đi gọt khoai khoai lang. Mình thích nấu kari với khoai lang vì khoai lang nó ngọt, còn khoai môn á thì nó chỉ bột thôi à, chứ không có ngọt. Rồi mình nấu cái món này với khoai lang thì ngon hơn. Cái này thì tùy theo sở thích. Gọt hết cái phần vỏ khoai. Rồi mình sẽ cắt khúc. Rồi mình đã cắt khúc vừa ăn rồi, mình cho vào cái nước mình ngâm nha. Cho vào một chút xíu muối để cho cái phần khoai nó không có bị đen á. Cái mủ nó sẽ ra nó trắng củ khoai của mình hơn. Rồi các bạn để đây ngâm khoảng 5 phút rồi mình rửa. Rồi ở đây mình chuẩn bị cái nước cốt dừa lỏng là nửa lít nha. Còn cái nước cốt này là nước cốt dừa đặc, mình dùng là 200 ml. Nước cốt đặc thì nó mới ngon. Còn cái phần sữa, ở đây sữa đặc á, mình dùng là khoảng 5 muỗng canh. Rồi bây giờ mình rửa cái phần khoai lên nha. Cái khoai của mình nó trắng rồi đó. Rửa rồi mình vớt qua cái dĩa nè. Rồi cái phần gà mình cũng đã ướp được nửa tiếng rồi.
các bạn xóc cho nó đều lên. Rồi mình đem đi mình nấu nha. Mình cho lên bếp cái chảo rồi mình cho vào khoảng chừng 5 muỗng canh dầu ăn vậy đó. Đợi cho dầu nóng rồi mình cho cái phần sả hồi nãy mình chừa vô. Đây, mình cho hết vô. Rồi tiếp đến thì mình cũng lấy cái phần tỏi và cái hành tím hồi nãy mình chừa lại đó. Mình cũng cho vô hết luôn để mình phi cho cái phần này nó vàng thơm lên. Các bạn để lửa nhỏ thôi nha, để thôi nó sẽ bị khét. Rồi phần tỏi của mình vàng rồi mình cho hết cái phần thịt gà vô. Xóc đều lên để cho cái thịt gà của mình nó săn lại nha các bạn. Lúc này thì mình để lửa lớn để cho cái phần gà nó sẽ săn và thơm hơn. Cái gà của mình nó sôi lên rồi đó. Rồi cái thịt gà nó cũng săn lại rồi đó. À, lúc này mình cho vô 1,5 lít nước dùng nha. Mình cho nước vô cái thau hồi nãy mình ướp á, để mình chán hết cái phần gia vị của mình ướp vô luôn. Rồi mọi người để cho cái phần nước gà của mình nó sôi trở lại. Đây nó sôi trở lại nè. Có bọt thì mình hớt. Bay mùi thơm lắm. Cái cà ri mình thơm ghê luôn á. Mình cũng hớt cái ít thôi, mình cũng hớt bọt nhiều quá nha. Hớt hết là cái nước đó, là cái nước mà tỏi hành được của mình đó. Rồi mình để cho cái gà sôi lên. Rồi ở đây mình sẽ nấu nha. Mình nấu tùy theo gà cứng mềm và mình nấu khoảng 20 đến 30 phút. Trong lúc nấu thì mình chế cái nước cốt dừa lỏng vô luôn nha các bạn, cho nó thấm vô để cái thịt gà nó được béo hơn đó. Rồi mình cứ để lửa nhỏ cho nó sôi liu riu để cho cái thịt gà nó mềm. Rồi mình vớt lên nè. Nó sơm lủng rồi đó. Nãy giờ mình nấu cái gà này được 20 phút á. Nó sôi trở lại rồi.
Lúc này thì mình cho cái phần khoai lang vô được rồi đó. Khi gà vừa sơm lủng vừa mềm tới là mình cho khoai lang vô, để cho khoai lang và gà nó chín cùng một lượt luôn. Rồi mình nấu khoảng chừng 5-10 phút nữa để cho khoai lang của mình chín là được rồi. Ở đây mình nấu được gần 10 phút rồi nè. Cái phần khoai lang của mình nó cũng mềm rồi đó. Mình sơm thấy nó lủng rồi, mình cho vào 100g đường nha. Để mình nêm. Và 1 muỗng canh muối. Rồi mình cho cái gia vị mình nó thấm đều đi. Rồi mình cho hết cái phần hành củ vô luôn. Rồi lúc này thì mình cho cái phần hành củ của mình nó chút xíu nữa là được rồi đó. Các bạn có thể nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của mình. Đây, cái gà của mình vậy là được rồi nè. Mình lấy cái phần sữa đặc á các bạn, mình trộn chung vô với nước cốt dừa đặc nha. Các bạn trộn cho nó đều rồi mình cho vô cái nồi gà luôn. Nước cốt dừa đặc thì mình phải cho sao vậy nè thì cái gà của mình nó mới béo. Mình cho vô là nó sẽ sôi nhẹ lên rồi. Rồi mình tắt lửa nha. Đó, vậy là được rồi đó. Rồi mình múc ra tô và thưởng thức thôi. Đối với cái món cà ri này á, thì phải ngọt và béo nó mới ngon. Đây, một tô cà ri gà nước cốt dừa. Đây, mình đã sắp ra nè. Cho lên chút xíu ngò rí. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Ở đây thì mình ăn với muối ớt chanh nha. Mình dắt miếng chanh vô. Cái gà chỉ có chấm muối ớt chanh mới ngon. Hoặc là muối tiêu chanh. Này ở đây mình ăn với bánh mì với bún luôn. Tô cà ri gà thơm ngon hấp dẫn. Đó, rồi bây giờ mình ăn nha. Cục khoai lang của mình nó vừa chín tới, nó không có bị bể. Đây, cục thịt gà đây. Mình chan vô một miếng nước. Mình ăn bún trước nha, một chút nữa mình ăn bánh mì sau. Đó, cái nước gà của mình đậm đà lắm. Nó nóng quá, cái cọng ngò rí nó chín luôn. Rồi, mời các bạn thưởng thức nha.
Cái gà của mình ngon lắm các bạn ơi, nó dai á, gà thả vườn ăn rất là dai và ngon luôn, chấm vô một chút muối nó chua chua mặn mặn cay cay, cái vị á thì nó vừa ăn lắm, ăn rất là ngon luôn á. Cái món này á, lâu lắm mày mình mới ăn á, món này đâu có ai bán đâu. Rất là hấp dẫn luôn. Cái thịt gà nó dai lắm. Bây giờ người ta bán đó là người ta bán cái cà ri trà không à, cay á. Ăn một miếng bún nha. Ngon quá. Ở đây mình nêm nếm rất là vừa miệng. Ngon quá các bạn ơi. Giờ mình ăn bánh mì nha. Mình bẻ ăn miếng bánh mì. Cách nấu của mình rất là đơn giản luôn mà ăn thì ngon lắm. Ăn cái món này là nhớ về cái hương vị truyền thống liền à. Chấm bánh mì ăn cũng ngon, ăn bún cũng ngon. Mình ăn một cục thịt nữa nha. Đây, cái cục đùi đó. Ngon quá các bạn ơi, mình chấm vô một miếng muối ớt cay cay chua chua. Ăn vậy nó mới đã. Hết sảy luôn. Ngon quá. Cái cục khoai lang của mình nó ăn nó ngọt mà nó dẻo ngon lắm. Cái nước á thì đậm đà mà vừa ăn nữa. Mà cái này mình phải chấm vô cái muối mới ngon. Rồi, bây giờ mình sẽ ngưng lại tại đây. Mình mời các bạn vào bếp và thử với cái món này. Ăn cho thật là ngon miệng nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Mình xin chào các bạn. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ mình nha.